Em cùng đọc đề bài số 22, bài tổng cặp số. Năm ngoái bạn nào thi vòng thành phố chắc các em cũng đã nhìn thấy bài này. Bài này đó là cho số nguyên nơ dương n và dãy A1, A2, AN. Hãy đếm xem có bao nhiêu bộ số AI cộng AJ bằng x. Đấy, đây chính là cái bài thi cấp thành phố năm ngoái. Nếu bạn nào năm ngoái thi cấp thành phố còn nhớ. Và thêm điều kiện nữa là y nhỏ thua j. Y nhỏ thua j thì để đảm bảo rằng thằng AI với thằng AJ nó không trùng cùng một vị trí, và nó ví dụ như cặp phần tử thứ hai, cặp 23 và cặp 32 đều tính là một cặp đấy. Bây giờ người ta cho số đây, từ chữ này là chữ chứa. Rồi, cho n dãy A1, A2, AN và số nguyên dương x. Bây giờ đếm số cặp AI cộng AJ bằng x với y nhỏ thua j. Vậy thì nếu ta for y chạy từ 1 đến n trừ 1 thì j của ta sẽ chạy từ phải lớn hơn y. Vậy thì j sẽ chạy từ bao nhiêu? Các bạn sẽ comment vào trong cửa sổ Zoom giúp thầy. J sẽ chạy từ số bao nhiêu? À, Phong Vũ trả lời rất nhanh, j bằng y cộng 1, rất chính xác. Vậy thì ta sẽ for j chạy từ y cộng 1 cho đến Thắng cũng trả lời là đứa nào plus 1 đấy. Rồi, y cộng 1. Vì y cộng 1 thì nó sẽ lớn hơn y là chắc chắn rồi, vậy j chạy từ y cộng 1. Nếu ai cộng aj bằng x thì ta thực hiện tăng đếm lên. Bài này thường nó sẽ là bài số 3, vậy thì ta sẽ làm như sau. Về thuật toán. Ta làm theo cách 1. Ta duyệt y chạy từ 1 cho tới n trừ 1. Sau đó với mỗi y ta sẽ duyệt j chạy từ y cộng 1 cho tới n. Đấy, theo đề bài đó là nếu phần tử thứ y cộng phần tử thứ j mà có giá trị bằng x cho trước thì đề bài người ta yêu cầu là số cặp, tức là đếm. Vậy thì ta tăng thằng z lên. Một đơn vị. Tức là z bằng z cộng 1 các bạn nhé, z bằng z cộng 1. Rồi, đó là làm theo cách này. Vậy bây giờ mời tất cả các bạn cài đặt cho thầy theo cách này. Sau đó tới đây ta sẽ thực hiện đưa z ra. Trước đó thì các bạn nhớ sau khi nhập n này, nhập bảng a này và nhập x này, ta khởi tạo z bằng 0 này, sau đó for hai vòng này. Nếu thỏa mãn điều kiện thì sau đó thì z bằng z cộng 1 này, sau đó ta write thằng z ra. Ở đây thầy giới thiệu luôn thuật toán thứ hai là để vì ta đang ghi hình mà. Ở thuật toán thứ hai thì các bạn nhận thấy như sau. Nếu mà làm theo cách thứ nhất thì độ phức tạp là ô của n bình phương. Đấy. Độ phức tạp của ta là à thì đề bài người ta hỏi là có bao nhiêu thằng AI cộng AJ bằng x mà. Đấy, thì mình cứ for nếu hai thằng này cộng nhau mà bằng x thì tăng lên, người ta thì chỉ đến thế thôi. Ví dụ như bây giờ thầy bảo là trong dãy này có bao nhiêu số có tổng cộng là bằng 12 chẳng hạn. Thì ta có số 2 cộng với số 10 bằng 12, số 1 cộng với số 11 cũng bằng 12 chẳng hạn. Ví dụ như thế. X là ở cuối nhé. Đầu tiên là nhập n này, read line n này, for y chạy từ 1 đến n, thực hiện công việc là read thằng AI này, sau đó read line x này. Sau đó ta mới thực hiện gắn z bằng 0 và thực hiện for ba và hai vòng này. Nếu thỏa mãn điều kiện thì z bằng z cộng 1 này, sau đó ta đưa z ra. Đấy. Độ phức tạp là ô n bình, như vậy thì ta đã chạy được với giá trị n của ta sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 3.000. Đấy. Chạy n nhỏ bằng 3.000. Tuy nhiên các bạn nhìn thấy rằng đề bài ở đây n người ta cho là 200.000. Rồi, như vậy có 200.000 khách hàng mà mình mới phục vụ được 3.000, như vậy giải thuật này chưa tối ưu. Vậy thì ta nhận thấy như sau. Ta nhận thấy như sau. Khi thằng AI chỗ này thầy nháp nhé. Ta thấy rằng là thằng AI cộng thằng AJ bằng x.
Thì biến đổi tương đương thì ta có AJ sẽ bằng là x trừ đi AI. Đấy. Vậy thì khi mà thầy for y chạy từ 1 cho đến n thì rõ ràng cái biểu thức này nó là một hằng số. Là nó là một hằng số. Và nó là một hằng số thì không mất tính tổng quát thì ta có thể thực hiện tìm cái thằng này trong mảng A xem có hay không. Đấy, nếu có thì đó chính là cái giá trị cần tìm các bạn nhé. Vậy for từ đầu mảng đến cuối mảng nếu tồn tại một thằng như thế này thì ta sẽ vậy ta sẽ làm như sau, các bạn cùng quan sát. Đúng rồi, để nó cho ích. Vậy thì ta sẽ thực hiện việc như sau. Bước 1, ta tổ chức hàm tìm kiếm nhị phân một giá trị x kiểu nguyên có trả, ta tổ chức một cái hàm này trả về vị trí trả về vị trí của x trong dự, à quên, xin lỗi các bạn, đấy ta không sử dụng biến x nhé, biến x của ta nó đã có rồi, biến u đi, vị trí của u trong dãy dãy số trong dãy A. Vậy thì cái hàm tổ tổ chức tìm kiếm nhị phân thì ở đây các bạn cho thầy biết, bạn nào biết cái hàm tìm kiếm nhị phân rồi thì các em comment số 1, bạn nào chưa biết thì comment số 0 nhé. Bạn nào biết hàm về tìm kiếm nhị phân thì thầy comment số 1. Bạn nào chưa biết hàm tìm kiếm nhị phân thì comment số 0. Vũ biết rồi nhưng đã quên mất một nửa. Rồi, Đạt chưa biết. Ta đang làm bài số 22. Rồi, Tân đang còn đây là đâu, tôi là ai. Thành chưa biết về. Mình biết nhưng mà quên quá một nửa rồi. Rồi. Quân gần nhớ. Tâm nhớ nhưng mà không chắc lắm. Đạt thì chưa biết. Tân thì có vẻ nắm chắc. Rồi. Vậy thì à cái gì? 1 trừ 0,9, đây là câu chuyện khác. Vậy thì thầy sẽ giới thiệu luôn cái hàm tìm kiếm nhị phân, và hàm này các bạn sẽ nhớ nó giống như cái hàm kiểm tra tính nguyên tố nhé. Function tìm kiếm nhị phân giá trị u trong dãy số nếu có thì trả về vị trí của nó. Ở đây thầy sẽ khai báo một cái biến giữa, biến đầu phải biến giữa, biến cuối kiểu nguyên. Thầy thực hiện như sau. Các bạn nhớ nhá, bắt đầu ta có đầu khởi tạo bằng 1 chỉ về đầu dãy, cuối chỉ vào cuối dãy. Cuối dãy là n nhé. Bây giờ ta nhận thấy như sau, chừng nào đầu nó nhỏ hơn bằng cuối thì thực hiện vài việc sau đây. Đấy, việc đầu tiên thì ta sẽ thực hiện cái công việc ta gắn giữa hai chấm bằng đầu cộng với cuối chia cho 2. Chia cho 2 ở đây ta chia lấy phần nguyên, ta đi hai. Rồi bây giờ ta so sánh như sau, nếu thằng A giữa mà bằng giá trị U cần tìm thì khi A giữa bằng giá trị U thì vị trí của nó sẽ, ta sẽ exit cái gì, các bạn comment trong cửa sổ chat giúp thầy. Nếu A giữa bằng U thì ta sẽ exit gì? Rồi, Tâm trả lời exit giữa, rất chính xác, bởi vì giữa đó chính là vị trí cần tìm. Nếu A giữa mà lớn hơn U thì các bạn quan sát như sau. Cho một cái dãy số các phần tử được đánh số từ 1 cho tới n. Thằng giữa nó đang chỉ vào đây. Bây giờ thằng A giữa nó lớn hơn U, theo các của em thì thằng U sẽ nằm bên trái hay bên phải? Các bạn comment vào cửa sổ cho thầy. Khi A giữa lớn hơn U thì biến giữa thì U nó nằm bên trái hay bên phải? Tâm trả lời trái, Minh cũng trả lời trái, Vũ cũng nhất trí là trái.
Rồi Đạt cũng như vậy. Các bạn khác thì sao? Quân lẹt là rồi. Tân cũng trái. Quân vẫn lét. Quân lét chứ không phải lẹt à. Vậy thì ta thấy rằng thằng U nó nằm ở đây đúng không? Như vậy thì trong cái khoảng này chắc chắn không có U. Vậy thì giá trị quyền này của thầy đang là cuối. Thầy sẽ nhanh chóng chuyển về vị trí đứng trước thằng giữa. Vậy thì chỗ này cuối nó sẽ bằng gì? Các bạn comment vào cửa sổ chat cho thầy, cuối sẽ bằng gì? Cuối sẽ nhảy ra trước thằng giữa. Vì cuối sẽ bằng gì? Tâm trả lời giữa trừ 1. Có bạn nào có câu khác? Đoàn cũng cho trả lời giữa trừ 1. Đạt cũng vậy. Vậy ta sẽ chốt Minh cho là giữa cộng 1. Giữa cộng 1 thì nó sẽ là thằng đứng. Giữa cộng 1 thì nó lại ở bên này nhá, Minh nhá. Nó đứng trước giữa mà, đứng trước giữa. Vậy thì nó sẽ là giữa trừ 1. Rồi, đúng rồi, như Quang Đạt nói nếu mà giữa trừ 1 là đứng trước, còn là giữa cộng 1 là đứng sau. Rồi. Vậy thì ta sẽ cuối sẽ bằng giữa trừ 1. Ngược lại. Ngược lại của trường hợp này tức là A giữa bé hơn U cho một cái dãy số như thế này. Phần tử đầu nó đang chỉ vào đây. Thằng giữa là thằng này. Thằng cuối nó đang ở đây. Nếu mà A giữa của ta lớn hơn U, A bé hơn U thì chứng tỏ U nó nằm ở bên phải. Khi U nằm từ bên phải thì rõ ràng cái đoạn ở bên trái không thể chứa U. Vậy con trỏ đầu của ta sẽ nhanh chóng di chuyển đến trước thằng giữa. Vậy cái câu lệnh L của ta đây sẽ gõ cái gì? Các bạn comment vào cửa sổ giúp thầy. Nhưng mà gõ cái gì bằng giữa cộng 1? Cái gì bằng giữa cộng 1? Vũ cho là bằng cuối bằng giữa cộng 1, Tâm thì cho bằng đầu giữa cộng 1. Có ai có cơ? Minh thì cho là sao? Đạt cho bằng giữa cộng 1, cuối bằng giữa cộng 1. Thắng cho bằng đầu, như vậy ta có thể có hai trường phái nhá. Tâm với Đức Thắng là đều cho là bằng giữa cộng đầu bằng giữa cộng 1. Còn Đạt và ông Vũ lại cho là bằng cuối bằng giữa cộng 1. Minh em nữa. Sao Minh? Quân 50-50. Em không tin ai, em tin thầy. Như vậy thì thầy rất cảm ơn Minh đã ủng hộ thầy. Vậy thì thầy sẽ đồng ý kiến theo ý kiến của bạn Thắng và bạn Tâm, đó là đầu bằng giữa cộng 1. Đúng không? Bởi vì con trỏ đầu nó di chuyển từ trái sang mà. Rồi. Sau vòng lặp này thì U nó sẽ nhìn trên cái hình trên thì các bạn nhận thấy con trỏ U của mình nó sẽ di chuyển từ trái sang. À, con trỏ đầu nó sẽ di chuyển từ trái sang. Con trỏ cuối nó di chuyển từ phải sang. Tới thời điểm nào đó thằng đầu nó nhảy qua thằng cuối thì chứng tỏ cái đoạn từ U đến V này đã được duyệt qua hết. Tức là từ đầu đến cuối đã được duyệt qua. Vậy thì sau vòng lặp này nếu nó không bị exit giữa lần nào thì chứng tỏ thằng giữa không thì chứng tỏ không có thằng nào có giá trị bằng x, thì khi đó ta exit false, exit không. Bởi vì ở đây ta đang trả về nó nhé, thì ta exit không để thể hiện rằng là không có. Đấy. Như vậy ở đây là cái giải thuật tìm kiếm ấy. Nhị phân. Tôi tìm kiếm nhị phân này để thầy cho nó vẽ lại để các bạn. Đấy, thầy chụp ảnh màn hình gửi vào trong nhóm Zalo. Rồi. Gửi lại cho Quân nữa, vì được Quân ở nhóm Zalo khác. Vậy khi thực hiện công việc trên, cái ta thu được là một hàm tìm kiếm nhị phân rồi nhé, trả về vị trí của U trong dãy số. Thực hiện xong việc này thì ta sẽ nhảy sang phần chương trình chính. Tuy nhiên thì ta cũng có một cái nhận xét như thế này. Ta chỉ được phép tìm kiếm nhị phân. Ta có nhận xét thêm một cái. Chỉ được tìm kiếm nhị phân trên dãy tăng dần hoặc là dãy tăng.
dãy tăng tức là không phần tử nào bằng nhau và nó tăng vù 1, 2, 4, 5. Còn dãy tăng dần như thì là dãy 1, 2, 2, 3, 4, 5 có một số phần tử bằng nhau. Đấy. Còn như vậy thì ta sẽ phải thực hiện công việc gì với cái dãy số đấy các bạn nhỉ? Ta cần phải làm gì để nó thu được một dãy tăng dần? Các bạn comment vào cửa sổ nhé. Rồi, ta sẽ phải sắp xếp nó lại. Đúng rồi. Vậy ta sẽ phải sắp xếp nó. Sắp xếp dãy số thành dãy tăng, hoặc là có một cái tên nữa là dãy không giải. Rồi. Vậy thì để đảm bảo tính chính xác thì để đảm bảo nhanh nhất thì ta sẽ sắp xếp nó bằng giải thuật quicksort. Có bạn nào biết qua giải thuật quicksort thì các em comment số 1, bạn nào chưa biết giải thuật quicksort thì comment số 0. Si cộng cộng dùng sort có sẵn của si cộng cộng là rất lợi thế, Quân ạ, được phép sử dụng. Pascal không có hàm sort nhé. Tiến Minh quên, em không quen quicksort. Quân cũng một đấy. Tân có nghe đến quicksort nhưng mà chắc là quên rồi đúng không? Rồi, Phong Vũ đã biết, Tính Minh trước hay xem YouTube thầy dạy rồi. Vậy thì ở đây thầy sẽ nói lại cái giải thuật quicksort luôn. Thì trăm lần tiện thể thì không tiện lần tiện thể là bằng cái lần này ta đang học luôn. Giải thuật quicksort là procedure quicksort, hoặc là các em ghi là sắp xếp cũng được, và quicksort được từ L đến H, từ tức là từ lâu đến high cho một dãy số. Một dãy số này thì thầy sắp xếp con trỏ L chỉ vào đầu dãy số, con trỏ H chỉ vào cuối dãy số. Bây giờ thầy sắp xếp từ lâu đến high. Vậy thì thầy sẽ lấy một cái thằng giữa ở đây. Và giải thuật quicksort nó sẽ thực hiện như sau. Thầy khai báo biến y, biến z, biến giữa và biến biến chốt đi. Cần thiết thì cho thêm biến giữa nữa. Có thêm biến tạm để tí nữa mình đổi chỗ cho nó thì ta dùng biến tạm. Ta thực hiện như sau. Ta gắn y 2 chấm bằng l, z 2 chấm bằng h. Con trỏ y chỉ vào con trỏ. Như vậy thì ta nhận thấy con trỏ y của thầy bằng con trỏ l, con trỏ z bằng con trỏ h. Sau đó ta thực hiện công việc thầy gắn chốt bằng thằng a giữa. A giữa đó chính là a thằng y cộng z deep 2. Đây là thằng chốt. Trong quá trình tìm thì thầy sẽ nhận thấy rằng con trỏ y của thầy nó sẽ có cái xu hướng y chạy từ trái sang. Con trỏ z của thầy có xu hướng chạy từ bên phải sang. Đề bài yêu cầu như vậy thì khi mà y vượt qua z thì chứng tỏ cái đoạn này đã sắp xếp xong. Vậy chừng nào y đang nhỏ hơn bằng z thì thực hiện công việc các việc sau đây. Việc thứ nhất thì ta có câu lệnh là chừng nào ai chốt, chừng nào ai đang còn nhỏ thua chốt thì tăng y lên. Chừng nào Az nó còn lớn hơn chốt thì giảm Z đi. Ta có dex Z, Z bằng Z trừ 1, decrease Z. Nếu Y nhỏ thua Z, tức là tồn tại cái vị trí mà nếu Y nhỏ hơn Z thì thực hiện cái công việc đổi chỗ AI cho AZ. Thì thực hiện cái công việc đổi chỗ cho ai, vậy ta gắn tạm bằng ai ai bằng a gì a gì bằng tạm. Đấy. Sau đó ta tăng y, ta giảm gì đi, giảm gì gì bằng gì trừ 1 thì ta có đét gì các bạn nhé. Đấy. Begin đây rồi, end đây rồi.
begin này của begin này, begin này, end này của end này. Rồi ta còn thằng end chấm phẩy của thằng này. Trước khi end chấm phẩy thì mình nhận thấy như sau. Khi mà thằng chốt của mình nó đang nằm ở vị trí này, chốt đây, giả sử con trỏ y của thầy đang dừng ở vị trí này, con trỏ z đang ở vị trí này, thay đổi thằng này sang bên này, thay đổi thằng này sang bên này, đấy, đổi ngược nó sang bên này, thì khi đó ai sẽ trở về đúng vị trí của nó và az trở về đúng, thầy tăng y lên vị trí kế tiếp, tăng z lên vị trí kế tiếp, vậy y đang nằm ở đây, z nằm ở đây. Ta nhận thấy rằng con trỏ y này nó chưa đi đến h thì chứng tỏ cái đoạn từ y đến h chưa sắp xếp. Con trỏ z của thầy nó chưa đi về cho tới l thì đoạn từ l đến z chưa được sắp xếp. Vậy thì thầy sẽ thực hiện cái công việc đặt ra câu hỏi: nếu con trỏ l của thầy mà nhỏ thua con trỏ z thì sắp xếp. Từ l cho đến z, nếu con trỏ y nhỏ thua h thì quicksort từ y đến h. Đấy. Còn sau khi sắp xếp các đoạn này xong rồi thì ta thu được là cái giải thuật của mình. Đấy. Như vậy đây là giải thuật sắp xếp nhanh nhé. Chi phí của giải thuật sắp xếp nhanh, vậy thì ở trong chương trình chính thì mình sẽ gọi nó thế nào? Ở chương trình chính sẽ gọi nó là gọi thủ tục quicksort từ 1 cho tới n. Đấy. Khi gọi quicksort từ 1 cho tới n thì ta sẽ thu được một cái mảng đã được sắp xếp nhé. Rồi, và tìm kiếm. Vậy thì ở bài này, ở chương trình chính ta sẽ làm gì? Sau khi các bạn thực hiện nhập dữ liệu bao gồm nhập n này, nhập mảng a và nhập x, các bạn gọi thủ tục sắp xếp, gọi thủ tục quicksort từ 1 cho tới n. Sau khi gọi thủ tục quicksort từ 1 cho tới n xong thì các bạn thực hiện là đây, ta gọi luôn, ghi chữ quicksort 1 đến n chấm phẩy. Rồi bây giờ ta quay ra như sau. Khi nãy theo phần phân tích thuật toán ta nhận thấy như sau. Vì ta nhận thấy cái này thầy ghi ở trên này nhé. Này. Vì thằng AI, cái này thầy viết nhưng mà thầy xóa mất rồi. Cộng thằng AZ bằng X. Nên biến đổi tương đương ta suy ra được ngay thằng AZ sẽ bằng thằng X trừ đi thằng AI. Đấy. Vậy thì ta sẽ thực hiện cái công việc là tìm kiếm trong dãy nhị phân có cái giá trị X trừ AI hay không. Nếu có thì ta tăng biến Z lên. Đấy. Vậy thì ta duyệt y chạy từ 1 cho tới n và thực hiện cái công việc. Nếu tìm kiếm, tìm kiếm nhị phân giá trị x trừ đi ai trong dãy số, nếu cái giá trị này mà có thì vị trí của nó sẽ lớn hơn không thì ta sẽ tăng thằng z lên. Đấy, tư tưởng đấy. Vậy thì trong code của mình bắt đầu code quicksort này, code tìm kiếm nhị phân này. Vậy ở chương trình chính ta sẽ thực hiện cái công việc như sau. Cho y chạy từ 1 cho tới n và thực hiện công việc nếu tìm kiếm nhị phân của giá trị x trừ đi ai mà lớn hơn không thì ta tăng z lên một đơn vị incz. Trước đó z các bạn khởi tạo bằng 0 nhé. Sau vòng for này thì ta đưa red ra. Đấy. Vậy thì chỗ này thầy sẽ cáp thành hai phần đi. Để cáp phần thứ nhất. Có nhỉ? Để, thầy cho thằng này sang trang sau. Cáp phần thứ nhất. Thuật toán theo cách 1. Thế cho đoạn này nó bé lại.
Cái cap nó phần thứ hai ở trên nhóm 2 ở phần 2. Hàm tìm kiếm nhị phân thằng kappa và thì